Đây, chào anh em. Sáng nay nghỉ ở nhà thì mang cái cây lộc vừng cái này nó vui anh em ạ. Cái cây lộc vừng này thì cái rễ nó dài lắm anh em ạ, nó dài đến phía này này. Trồng giáp chậu phía bên này rồi. Nhưng mà cái ngọn của nó bây giờ là nó bị lệch mấy cái tâm chậu đấy. Mấy cả cái đoạn thân này nó vẫn cái đường cong của nó mình vẫn chưa tôi vẫn chưa nghĩ anh em ạ. Thì đối với cái những cái cây mà thân nó to thế này rồi thì mình không thể uốn thân nó được thì buộc mình phải cắt nửa thân anh em ạ. Cái phương pháp này thì không phải là tôi tự sáng tạo ra anh em nhé. Cái phương pháp này là cái kỹ thuật này thì bên Nhật người ta làm lâu rồi anh em ạ. Và tôi đã làm nhiều cây rồi thành công anh em ạ. Mình cắt nửa thân rồi mình uốn thân nó xuống. Cắt vài đường. Đấy, cái đoạn này tôi muốn cắt cái đoạn này đi, cắt phân đi. Đưa cái đoạn này hạ xuống lòng ngọn này. Cái cành này anh em này hạ xuống lòng ngọn. Còn cái đoạn này thì vứt đi, bỏ cắt bỏ đi. Hạ cái thân này xuống. Thì cách đây một thời gian thì tôi cũng có làm một cây, tôi quay anh em xem đấy. Nhiều anh em bảo là cắt thế thì cây nó chết, không chết được anh em ạ. Và sau này thì cây nó khỏe, nó tự nó liền lại. Đây này. Cái cây tôi làm cách đây một thời gian này anh em ơi. Cắt hơn nửa thân, 2/3 thân này. Tôi hạ cái thân lúc nào thân hoành cái này. Hôm nay nó sống tốt này, khỏe mạnh. Cái này cái cành cái cắt đây này. Và để một thời gian nữa thì mới tháo cái này ra anh em ạ. Đấy. Chiều nay tôi làm cái cây này quay anh em xem cho vui. Tiên là xử lý cái cảnh này cái
Đây nha, sau một hồi tôi cắt đây. Cắt xong rồi đây, giờ đây giờ kẽm níu nó xuống anh em ạ.
Giờ công việc còn lại là băng hết cái vết này lại anh em ạ. Băng để cho nước nó không vào. Ok. Cành này xong rồi đưa ông đây. Dựng ngọn này trên đây. Cành này phóng như đây. Bên đây làm cành phông. Để khi nào nó cây nó khỏe rồi mình mới uốn anh em ạ. Anh em thấy không? Chuyển dáng hoàn toàn. Giờ công việc còn lại là chăm cho nó tốt anh em ạ. Cành để cho nó vươn xa ra, để cho những cái vết cắt đây này, nó liền lại với nhau anh em ạ. Cây khỏe thì sẹo nó mới kéo được. Những cái vết này phải đặc biệt là tránh nước anh em này. Ví dụ mình để trong mát mà mình tưới, mình chỉ tưới gốc thôi, mình không tưới lên thân. Video tôi chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.